Người phụ nữ này rạng sáng kéo rèm lên thì phát hiện ra bên ngoài trời sáng như ban ngày. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì, bất chợt có nguồn ánh sáng chói chang vượt qua. Ban đầu cô tưởng chỉ là ảo giác nên không để ý, nhưng sáng hôm sau cô và bạn trai bước ra đường lớn chợt ngơ ngác. Con đường vốn rất nhộn nhịp lại vắng tanh như chùa Bà Đanh. Bọn họ thử đi bộ qua vài con đường khác vẫn không một bóng người. Bọn họ không ngờ lần đầu du lịch Iceland chỉ sau một đêm toàn thành phố không còn ai. Sau đó bọn họ bước vào siêu thị tìm người, phát hiện ra ở đây cũng chẳng có ai. Trong lòng bắt đầu hoảng loạn, để tìm được con người, bọn họ đi gõ cửa nhà người dân ở đây nhưng vẫn không gặp được ai. Ở nơi đất khách quê người, bọn họ chỉ có thể liên tục tìm kiếm. Sau khi đến một quán bar thì nhận ra chiếc TV trên tường cũng không có tín hiệu. Bọn họ không biết thế giới đang xảy ra chuyện gì, lôi điện thoại ra bắt đầu gọi điện cho từng người ở nhà, nhưng kỳ lạ là chẳng một ai nghe máy. Để làm rõ chuyện gì xảy ra, người bạn trai lên mạng internet tìm kiếm xem thế giới xảy ra chuyện gì, nhưng máy tính cũng không có wifi. Hiện tượng kỳ lạ này khiến bọn họ vô cùng sợ hãi tới nỗi tiếp tục lao ra đường tìm người. Nhưng kết quả vẫn như ban đầu, nhìn thấy bên đường có một chiếc xe vẫn chưa tắt máy, nhưng lại không thấy chủ xe đâu. Để mau chóng tìm được người, bọn họ chỉ có thể lái xe vòng vòng quanh thành phố. Nhưng đáng tiếc là chạy mấy chục vòng vẫn không phát hiện ra điều gì, cứ nghĩ rằng thế giới chỉ còn lại hai bọn họ. Nhưng mà sự thật lại không phải vậy. Ví dụ sau một đêm, cả thế giới chỉ còn lại bạn và người yêu. Bạn có cảm thấy sợ hãi như vậy không? Đôi tình nhân này đã gặp phải tình huống như vậy. Ban đầu bọn họ còn thấy sợ hãi, nhưng khi bọn họ có được mọi thứ trên thế giới thì lại cảm thấy cuộc sống này cũng không tệ tới vậy. Bọn họ muốn lái xe nào thì lái xe đó, đói thì qua siêu thị lấy đồ ăn, mệt thì tìm cái biệt thự nghỉ ngơi, lạnh thì vào cửa hàng lấy đồ mặc. Thời gian trôi qua, bọn họ dần trở nên hưởng thụ cuộc sống này. Nhưng ngày nọ, sự cố bất chợt xảy ra. Chàng trai vì quá chán đã đu lên xe đựng hàng trong siêu thị để lượn vòng vòng, trong lúc không chú ý chẳng may mất lái, khiến anh ngã một cú đau đớn. Việc này khiến bạn gái rất tức giận, vì dù sao cả thế giới chỉ còn lại mỗi bọn họ, nếu như để mình bị thương, không có bác sĩ nào chữa cho cả. Nhưng chàng trai cho rằng chỉ là vết thương nhẹ, vì điều đó mà bọn họ cãi nhau một trận. Nhưng chàng trai nhanh chóng nhận ra bọn họ có thể không còn sống được lâu nữa, vì đồ trong siêu thị đều có hạn sử dụng cả. Nếu chỉ ăn mà không sản xuất được thì đồ ăn cũng sẽ hết mà thôi, sau này bọn họ cũng sẽ chết đói vì cạn lương thực. Để ngăn cản bi kịch xảy ra, bọn họ đã lái xe rời khỏi thành phố này, muốn đến nơi khác để tìm loài người. Nhưng bọn họ đi rất lâu vẫn không thấy ai cả. May sao cuối cùng bọn họ phát hiện ra vườn của nông dân trên đường. Để kiểm tra xem bên trong có ai không, bọn họ nhanh chóng bước vào trong. Nhưng tiếc là bên trong cũng không một bóng người. Trong lúc chàng trai buồn bã ra ngoài vườn kiểm tra, thì kinh ngạc phát hiện ra ông già trên 50 tuổi, khiến chàng trai rất vui mừng. Sự xuất hiện của cậu cũng khiến lão kinh ngạc. Lão bảo rằng, lâu lắm rồi ta không thấy loài người rồi. Biết được lão đang đói, bọn họ nhanh chóng lấy đồ ăn cho lão. Sau một đêm, cả thế giới chỉ còn lại đôi tình nhân. Bọn họ tìm rất lâu đều không thấy người sống, cả thành phố không một bóng người. Nhưng khi bọn họ đến một khu vườn của nông dân nọ thì vô tình phát hiện ra ông già ôm đống củi. Thì ra lão cũng ngủ một giấc dậy, phát hiện ra người nhà mình biến mất hết. Đã rất lâu lão không ăn gì rồi, nếu bọn họ không tới đây thì chả mấy mà lão chết. Có sự xuất hiện của ông cụ, hai người lại có động lực tìm kiếm loài người. Nhưng còn chưa kịp vui mừng, sáng hôm sau phát hiện ra ông cụ đã mất trên giường rồi. Có thể thấy rõ vì ông một mình lâu ngày đã mất đi động lực sống. Ông cụ mất đi khiến cô gái rất buồn. Sau khi bọn họ cùng nhau mai táng cho ông cụ, cô gái cảm thấy trên thế giới này chắc chắn vẫn còn người, không nói gì mà xông thẳng vào siêu thị, lấy hết toàn bộ băng dính đỏ. Kế tiếp là cầm bản đồ lên và bắt đầu hành trình tìm kiếm. Cứ nơi nào không có người cô sẽ dán băng dính đỏ lên. Nhưng kết quả vẫn vậy, bạn trai cô khuyên nghỉ ngơi trước, đừng làm có cố chấp tìm kiếm nữa. Nhưng cô gái không nghe, cho đến khi băng dính phủ kín ngôi làng, cô mới tạm chấp nhận hiện thực tàn khốc này. Nhưng về sau đó, cô như thành con người khác, cả ngày ngồi ngơ ngác trong nhà. Ngày nọ, chàng trai tỉnh dậy, phát hiện ra bạn gái đã mất tích, trên bàn còn có một bức thư. Ban đầu chàng trai không nghĩ nhiều, nhưng sau khi mở bức thư ra, bất chợt hoảng loạn, nhìn thấy bên trong là hình ảnh bạn gái khi đến nơi này, từ những nụ cười vui vẻ đến không còn một nụ cười nào. Lúc này chàng trai mới nhận ra, trước ngày tận thế đã hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của cô. Anh gấp rút lái xe ra ngoài tìm kiếm bạn gái, nhưng tìm rất lâu vẫn không thấy. May sau khi tới ven sông nọ, anh tìm thấy con xe mà bạn gái lái, hoảng hốt chạy xuống xe tìm kiếm. Kết quả phát hiện ra bạn gái rơi xuống một con sông. Anh dùng hết sức mình lôi bạn gái lên bờ, nhưng cô ấy đã không còn sống nữa. Có thể thấy cô gái cuối cùng không thể vượt qua nỗi cô đơn, mới lựa chọn kết liễu cuộc đời mình. Nhìn người yêu mình mất đi, chàng trai cũng nhảy xuống nước để bản thân đuối nước mà chết. Nhưng khao khát được sống ép anh trở lại, dù cho bạn gái đã mất hay bên cạnh không còn một ai, bị cả thế giới bỏ rơi lại phía sau, anh vẫn từ từ bước lên chiếc xe, vì anh biết rằng chỉ cần còn sống thì vẫn còn hy vọng. Cuộc đời ngắn ngủi, hãy trân trọng người trước mắt.